lễ trao giải và công diễn các tác phẩm đạt giải. Chương trình được Bộ Giáo dục và Truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban tổ chức xin được chào đón sự hiện diện của ông Hoàng Tiến Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ai cũng có ước mơ là chiến sĩ giao thông, tôi thường luôn mơ ước mơ về những con đường rừng dây đất nước, những con đường tiếp bước cha. Chúng tôi xin được chúc mừng tác giả Lê Văn Doãn, tác giả Hoàng Long với tác phẩm Người chiến sĩ giao thông. Khi tôi viết thì tôi viết bằng cả cái trái tim của mình với niềm đam mê nghề nghiệp cũng như là những cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm trong cái quá trình làm trong ngành giao thông của tôi thì đã dồn đến tôi. Và khi tôi viết bài này và tất cả những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn thì đã được thể hiện trong những lời nhắn. Hôm nay tôi với cùng vậy anh bạn tôi là Lê Văn Doãn, là tổng tác giả cho viết những ca khúc về chiến sĩ giao thông. Cái mong muốn của tôi là sau khi đọc được cái lời của anh Doãn, tôi muốn khắc họa bức chân dung của người chiến sĩ giao thông trong khẩu hình mới với đầy đủ những cái tố chất là nghị lực, sức võ và đầy ước mơ hoài bão, đầy trí tuệ và như những này con người. Con đường
sắt cho những non thành.